Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian dài đình trệ do đại dịch, năm 2023, ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận kỳ vọng đạt được bứt phá mạnh mẽ, trong đó đặt mục tiêu đón 2 triệu 700.000 du khách, đạt doanh thu 1.900 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Ninh Thuận đang nỗ lực đổi mới, đa dạng sản phẩm và tăng cường quảng bá du lịch đến những thị trường tiềm năng. Sau khi được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới, vườn quốc gia Núi Chúa được cộng đồng biết đến ngày một nhiều hơn. Du khách đến đây được hòa mình vào thiên nhiên kỳ dĩ với những vách đá sừng sững đâm ra biển, những bãi đá cổ, bãi san hô có tuổi đời hàng triệu năm tuổi. Chị lần đầu tiên chị đến đây, nhưng mà bước chân đến đây chị thấy rất là đẹp và người dân rất thân thiện và rất là thanh bình. Cho nên là rất là có nhiều dịp để đi vào đây nghỉ ngơi trong này rất là tốt. Để khai thác tốt tiềm năng của khu dự trữ sinh quyển cùng với việc bảo vệ môi trường bền vững, Ban Quản lý của vườn quốc gia Núi Chúa đang tập trung làm mới các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ và xúc tiến quảng bá đến các thị trường tiềm năng. Chúng tôi tập trung vào cái việc mà quảng bá xúc tiến du lịch tại các cái điểm cầu du lịch như là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và các điểm phụ cận xung quanh. Không chỉ có thiên nhiên kỳ thú, Ninh Thuận còn là vùng đất chứa đựng những di tích của nền văn hóa Chăm với những đền đài lăng tẩm, với những phong tục nghi lễ và tri thức mà người Chăm ngày nay vẫn giữ gìn thực hành. Lần này thì chị được chính mắt chị nhìn thấy một bà cụ 80 tuổi mà làm nghề gốm, mà bà đã nói bà làm từ lúc năm 15 tuổi. Và bà làm cái tay bà linh hoạt, tay chân mà đi linh hoạt mình ra một cái sản phẩm gốm rất là tròn trịa và rất là hoàn chỉnh, không ngờ luôn, chị cũng không ngờ luôn nữa. Để tạo nên sức hút cho du lịch từ những tiềm năng đặc thù, tỉnh Ninh Thuận đã và đang đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển các khu du lịch có quy mô lớn, đẳng cấp cao. Hiện tỉnh Ninh Thuận đang triển khai 22 dự án du lịch trọng điểm. Bước đầu đã có những nhà đầu tư đem lại những sản phẩm du lịch rất độc đáo, và chúng tôi cũng mong muốn những nhà đầu tư chiến lược này tiếp tục đầu tư một cách mạnh mẽ, tâm huyết và trách nhiệm để khai thác những tiềm năng rất độc đáo và tuyệt vời của Ninh Thuận, để cho ra những sản phẩm du lịch mà đưa Ninh Thuận ngang cái tầm của Việt Nam và ra với thế giới về phát triển du lịch. Để du lịch phục hồi mạnh mẽ như kỳ vọng, năm 2023, Ninh Thuận tập trung phát triển 4 sản phẩm du lịch đặc thù, gồm du lịch nghỉ dưỡng trải nghiệm biển, du lịch văn hóa, đặc biệt là di sản văn hóa Chăm, du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp công nghệ cao và khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa.